yo khali to do so tham mô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du biết hô ta mang sang khê vô kali tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic. Chỉ rạc mình mê bụt sát dê thô tà lê bồ tô tà đắc phí nê hoa mạng tê mộc gà la nô bù rà tô bê đắc tàn tà yàng bạch thí mê mà mạ hà nàn đô thì nà sạ hoa tà tùng kí sà sà mạng tà lô kà bà la tê in tà đê hoa sà phrâm bà ca hê tê sà ngà nú hoa quê nà sà bê phá yào bạc đá hoa nê ca an tà ra ya phì vì nà sàn tù hà sê. Dạ, tôi Đức Phật ngự trên đầu quay mặt trả lời Phật vai trái truyền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán đế thích lẫn phạm thiên do ai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Soa tà lạc thô sụ tổ vô rô nó hô bồ tát sa tà nê a rô vô sụ tổ hôi sa sa bê nha thức phi sa tà la tha sụ kỳ tà vô rô nó hô bồ tát sa tà nê a rô ga sụ tà hôi sa sa bê nha thức phi tê a tà la tha sụ tà vô rô nó hô bồ tát sa tà nê a rô ga sụ tà hôi tà sa sa bê thị nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. A ca sa tha cha phom ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu sa sa năng. A ca sa tha cha phom ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu no ga ru. A ca sa tha cha phom ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phom ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu nhẹ ba ni no. A ca sa tha cha phom ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu no sa đam. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cầm măng cắt, tập bằng thi ri dằng ma mắc ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng.
Ye sát ta sanh ni nô a thi ye cha sát ta a sanh ni nô ca tăng bùn nha phá lăng mây hằng sắp bê phá ghi phá quan tu tê. Ye tăng ca tăng su vi đi tăng đình năng bùn nha phá lăng ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp trộ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng tâm ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa. Y đằng vô nhà tì nằng hồ tu sư khi tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng qua ta mề bùn nhàng à sa quắc khá già qua hàng hồ tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhàng ni bà na sa bách cha dồ hồ tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy y Tam Bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi chứng được đạo quả giải thoát. Phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới ngày hôm nay? Con kính dâng phần phước này đến Hòa Thượng Tịnh Đức, chùa Đạo Quang, tiểu bang Texas, nguyện cầu cho ngài được an vui nơi cảnh giới tái sanh và gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Con cũng kính dâng phần phước này đến chư thiên, đến quý sư, quý cô tu nữ. Con xin chia đều phần phước này đến hội chúng đang hiện diện trong râm Phật giáo Nam truyền, đồng đều nhau cả thảy. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành tri ân sư trí đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, giờ này cũng là giờ thích hợp, con đã thực hiện nghi thức xong và con cũng thấy pháp sư vô dạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tánh cha li an thi wa rang a ya cha tham san ti tha sat tam para chak kha cha ti ka thế sê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê rinh quy na danh cha ca giang sụt tánh cha bàn thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tu cha tu sắc cha đàn đăng bập bố tha này dê bà ri sa và mạch chêm. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành,
ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, nghi thức thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất. Dạ, giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh này ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị. Dạ, mời chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Kim Dung. Nam mô Bà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Dung, Ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo hạt tràng. Sa thú lãnh con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm nguyện ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Dung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, cảm ơn Như Quang đã đưa đề bài lên. Dạ, trước khi chúng con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Bài học hôm nay, Tương ưng kinh Samyutta Nikaya, chương 2, Tương ưng thiên tử. Phẩm 3 La Mã học các ngoại đạo, bài 8 La Mã Nandikvisala. Đứng một bên, thiên tử Nandikvisala nói lên bài kệ với Thế Tôn: Bốn bánh xe chính cửa đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong bùn nhơ. Ôi thưa bậc đại hùng sanh thú, ngài như vậy tương lai sẽ thế nào? Thế Tôn: Các hỷ và buộc ràng, dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và trước khi con dâng bích đến sư, dạ anh sư ơi, con thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh sư, sư giảng giải bài học này rộng rãi ra một chút. Dạ, con đọc đi đọc lại, con không hiểu là cái vị thiên tử này muốn nói cái gì. Dạ, nhất là cái câu ôi thưa bậc đại hùng sanh thú ngại như vậy tương lai sẽ về đâu. Dạ, con không hiểu được cái gì hết. Dạ, nên con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng giải cũng như dẫn chứng cho chúng con được hiểu bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Cảm ơn Như Quang đã bố bài học. Dạ, con kính chân quốc đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính lễ Ngài Trí Đức. Và xin chào tất cả quý Tôn Nữ, quý Phật Tử. Và cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn cô Nguyệt Quỳnh đã post bài và đọc phần chánh kinh. Trước khi vào buổi giảng giải chia sẻ Phật pháp thì xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân chỗ ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân chỗ ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo lẫn vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đi diệt tận vô minh và phiền não, ngài vẽ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại.
Đệ tử sẽ nghiêm cạnh thân khẩu ý tán dương âm pháp bảo, pháp bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh với tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử sẽ nghiêm cạnh thân khẩu ý tán dương âm đức tăng bảo. Tăng lão gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm muôn sanh là phước điện của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức tam bảo kính cộng mong chư tôn đức pháp thể ca ngang chúc tất cả quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hướng đến giải thoát của ngài vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thì có những lúc đó cái trong cái phần mà chính kinh đó chúng ta phải phải sắp lại những cái chữ cái câu để mình mới thấy rõ được. Thì cái đoạn thứ nhất mà cái vị thiên tử nói lên á, bốn bánh xe chín cửa đầy uế hệ lụy tham chìm đắm trong bùn nhơ, ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú ngài như vậy đó. Thì mình phải hiểu rằng cái giống như là ở bên ngoài á, mình mới nói là những cái phiền não bùn nhơ, những cái lậu hoặc như vậy đó, bậc ngài thì những chúng sanh đó sẽ đi đến những cái cảnh giới nào, thì mình sẽ thấy cái câu nó rõ hơn nha. Chứ còn mà để sanh thú ngài như vậy đó, thì nó không có đúng nghĩa. Bởi vì cái vị này đến để bạch Đức Thế Tôn để hỏi mà, không? Thành ra giống như thưa bậc đại hùng á là bạch ngài, kính thưa ngài, kính thưa Đức Thế Tôn, và với những người mà nó chìm đắm trong cái bùn nhơ phiền não thì họ sẽ đi đến những cái cảnh giới như thế nào, tương lai của họ như thế nào, thì mình sẽ thấy rằng cái câu hỏi nó sáng tỏ hơn. Rồi Đức Thế Tôn mới dạy là cắt hỷ và buộc ràng ha. Hỷ là đây là gì? Dục tham và ác ha. Rồi ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Thì nếu mà mình hiểu là sanh thú sẽ như vậy, mình không biết là rồi nó như vậy là sao, không? Thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà Đức Thế Tôn dạy là chúng ta diệt tận được tất cả những cái lậu hoặc phiền não, những cái buộc ràng này là những cái triền phược, những cái thần thúc, những cái kiết sử. Tham muốn phiền não được đoạn tận ha. Thì như vậy cái người này sẽ đi đâu? Sẽ được giải thoát chứ không có đi về đâu nữa. Không có còn cái cảnh giới nào để người này tái sanh đến hết. Bởi vì tất cả những cái nhân mà nó đưa đi tái sanh đã được diệt trừ hết rồi. Thành ra không có còn đi đến cái sanh thú nào hết. Họ đạt đến cái niết bàn. Chúng ta hiểu như vậy đó để chúng ta mới thấy được cái câu hỏi của cái vị chư thiên và cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có những lúc chúng ta phải hiểu được cái đại ý
chứ mình đừng chấp vào cái chánh văn quá. Có nhiều khi chấp vào cái chánh văn quá thì mình không hiểu được. Bởi bản thân sư hồi đó sư học mấy cái bài kinh cũng vậy á, khi mình đọc vô nó kỳ, sao cái gì rối rắm mình không có tìm ra được. Rồi đọc, đọc xong rồi thì suy tư tìm hiểu, đọc một lần hai lần á, đọc quá không hiểu gì đâu, đọc hai ba lần xong rồi sao mình phải viết ra, viết ra cái đại ý của từng đoạn. Sau khi mà mình lọc, mình suy tư, mình tìm được cái đại ý, mình mới hiểu hiểu được cái nghĩa. Còn nhiều khi trong cái đoạn văn đó mình không hiểu được. Rồi bây giờ mình mới đi giải thích từng cái ha. Bốn bánh xe chín cửa thì bốn bánh xe chín cửa đây là cái gì? Là cái trong cái thân ngũ quẩn mình nè. Bốn bánh xe đây là nó chỉ cho hai cái bàn chân, hai cái bàn tay ha. Mình di chuyển đi đứng được á, là nhờ có hai chân hai tay mà mình di chuyển, mình làm việc được. Không? Tại sao mà nói hai tay nó là bốn bánh xe? Thì có những lúc á thì quý vị sử dụng hai cái chân để di chuyển thôi, nhưng mà khi mà mình chưa lúc mà mình mới biết bò đó, ha, mới biết bò mình chưa có đi được đó, thì sao phải sử dụng hai tay hai chân mình bò, rồi từ từ mình mới tập tập đứng, rồi khi mà đứng vững rồi đó bắt đầu mới tập đi, tập đi bằng hai chân. Nhưng mà có những lúc mà mình leo trèo gì đó, thấy không, thì mình phải sử dụng cả hai chân và hai tay. Vì thấy mấy người mà leo núi, thấy không, lúc đó là phải sử dụng cả cả hai tay nữa. Thành ra đó có những lúc là mình sử dụng di chuyển mình phải sử dụng cả cả hai chân và hai tay. Thành ra hồi đó đó ngài Cố Đại Hòa Thượng Trưởng Lão Pháp Lạc, ngài nói ba kỳ mà chín chân. Mới đầu sư nghe ngài nói sư cũng biết cái gì, sao mà ba kỳ mà chín chân. Và ngài mới giải thích là cái thời kỳ mà ấu niên đó, mình còn nhỏ thì mình bò hai chân hai tay ha. Rồi tới cái bắt đầu cái lúc mà thời mà niên thiếu thì sao, mình đi bằng chân ha. Rồi sao tới chừng mà lão niên đó, già rồi đó, hai chân đó, yếu rồi, phải có thêm cái gậy nữa. Thành ra cái thời kỳ ấu niên, rồi thời kỳ trung niên, rồi thời kỳ lão niên, thời kỳ kia đó là bốn chân, thời kỳ là thanh niên là hai chân, và thời kỳ lão niên là ba chân, có thêm cái gậy nữa là ba chân. Thành ra là ba kỳ mà chín chân, kỳ đầu bốn, giữa là hai là sáu, sáu thì kỳ cuối là ba là chín, ha, ba kỳ chín chân đó. Rồi á quý vị biết rằng có nhiều khi á đâu phải là ba kỳ mà chín chân, có nhiều khi mười chân nữa. Đó, mười chân là sao? Cái lúc mà sư bị tai nạn băng bột mấy tháng, xong cái bắt đầu cái tới chừng mà tháo bột ra đó, đâu có đi bình thường được, lúc đó là phải
bó bột 2 tháng rồi tháo bột ra rồi á, phải đứng đứng 1 tuần lễ rồi cái phải đứng đứng mà chống 2 cái nạng ha, đứng 1 tuần lễ mà chống 2 cái nạng vậy cho nó quen, rồi xong cái bắt đầu mới tập đi, tập đi đó phải phải có 2 cây nạng nó chịu nữa ha. Thành ra là thành ra mình sư nhớ lại cái lời dạy của ngài, thành ra mình nói là 3 kỳ tới 10 chân chứ không phải 9 chân ha. Đó. Có những lúc cái cơ thể mình, cái thân thể mình ha, nó là như vậy đó Rồi chính cửa đây là những cái căn nha, hai mắt ha, hai mắt, hai tai, hai mũi là nhiêu, là 6, cái miệng là 7, thấy không, 7 rồi, một cái cửa để mà tiểu tiện là 8, một cái cửa mà để đại tiện là 9 ha. Đó, thành ra cái ý nghĩa mà bốn bánh xe chín cửa nó là như vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bên ngoài đó thì sao, mình thấy nó tốt đẹp lắm nó bao bọc rồi mình tắm rửa mình sức dầu thơm này kia cái nọ đấy ha, thì nó đẹp đẽ lắm. Chứ sự thật ra khi mà mở cái lớp da này ra thì nhìn bên trong thì nó gì, nó đầy những cái ô uế nó đáng nhòm gớm, thấy không, nào là máu nè, gân xương nước, những cái vật là bất tịnh đúng không, chứ không có cái gì mà đẹp đẽ đó, thấy không. Cái sợi tóc đó mà nó còn nằm ở trên đầu á thì còn ca ngợi, mái tóc đem ống ha, mềm mại như dòng suối rồi ha, như những dần mây rồi ha. Nhưng mà lỡ mà cái cọng tóc mà nó có ở trong trong đồ ăn thôi là tự nhiên cái mình thấy mình hết muốn ăn cái dĩa thức ăn đó rồi, thấy không? Đó, có những lúc đó tại vì mình cho là nó đẹp, chứ sự thật ra không có gì là đẹp đó. Cho nên Đức Phật mới nói là gì, cái thân ngũ uẩn này nó đầy dẫy những cái vật hôi hám bất tịnh giống như cái bao da vậy đó. Cái bao da nó đựng những cái đồ bất tịnh, nhưng mà bên ngoài á, cái bao mình thấy nó sạch sẽ đẹp đẽ, chứ mở cái bao ra đó là những cái vật đáng nhòm gớm, đáng kinh tởm luôn, không có gì là đẹp đẽ hết. Chính vì vô minh phiền não mình thấy nó méo mó đi nó méo mó đi, sai lầm lệch lạc, cho nên mình mới không mới dính mắt mới chấp thủ vào cái thân này chính vì khi mà chúng ta dính mắt chấp thủ cái thân ngũ uẩn này đó là của tôi, là tôi ha, thì sao, thì mới bị chìm đắm trong cái phiền não. Thì cái phiền não này nó giống như là bùn nhơ đó. Tại sao? Khi mà quý vị thấy rằng nè, khi mà những cái bùn mà nó bao phủ, nó che đậy thì mình đâu còn thấy gì nữa đâu. Ha. Đó, cho nên là chìm đắm trong cái phiền não đó giống như những cái vật mà nó bị rớt cái trong bùn vậy đó. Nó bị bùn che lấp hết rồi. Bao phủ hết rồi mà nào không có thấy được.
Thành ra khi mà cái tâm mà chúng ta mà bị tràn ngập những cái phiền não như vậy đó, bị giống như cái vật rớt trong bụng rồi đó, thì sao? Thì đâu còn thấy gì được đâu. Mà khi mà chúng ta bị cái phiền não nó khống chế, nó sai sử, nó thúc ép, nó bức bách mình làm theo cái sự điều khiển của phiền não, thì sao? Thì chắc chắn phải đi đến những cái khổ đau, những cái cảnh giới thấp thỏi, không có được tốt đẹp, chắc chắn là phải như vậy, phải không? Đó, đó là cái ý nghĩa của cái đoạn thứ nhất. Rồi cái đoạn thứ hai á, là Đức Phật dạy ha, cắt hỷ và buộc ràng. Hỷ đây này là tham ái, buộc ràng đây là sự chấp thủ dính mắc, hay là những cái lậu hoặc, những cái triền phược, những cái kiết sự đó, đó là mình phải muốn thoát ra thì sao? Phải cắt được, chặt đứt được cho được những cái dây trói buộc. Trong kinh là các cái vị mà thánh nhân sau khi mà chứng đắc so sánh giống như là con voi, như là con voi đực mà nó bứt bứt cái dây xiềng xích của nó, thì rồi sao? Dục tham và tà ác, tức là những cái tham muốn, những cái sân hận, làm những cái nó khiển mình làm những cái chuyện bất thiện, đó. Cho đến khi nào mà cái vô minh tham ái, vô minh và ái nó là gì? Nó là căn cội, nó là nguồn gốc của cái luân hồi sanh tử, của phiền não, của khổ đau. Mà khi mà chúng ta đào bứng tận gốc rễ cái nguồn cội của khổ đau, thì chúng ta sẽ giải thoát, không còn đi đến bất cứ một cái cảnh giới nào nữa, không còn tái sanh đến những cảnh giới nào khác, thì lúc đó là giải thoát. Thì giống như cái ngọn lửa tắt, mà cái chúng ta không còn tiếp tục đưa vô trong cái lò nữa. Khi mà ngọn lửa nó như vậy đó, cái nhiên liệu nó còn, thì sao? Những cái phiền não, nhiệt não giống như sức nóng của ngọn lửa này. Mà tới chừng khi mà nó cái nhiên liệu nó đã hết rồi, không còn tiếp tục đưa những cái nhiên liệu nữa, thì lúc đó cái lời dạy của Đức Phật. Thì ở đây phải hiểu về cái 12 nhân duyên. Thì nếu mà quý vị có nhìn về cái biểu đồ của 12 nhân duyên, thì chúng ta thấy ngay cái trung tâm ở giữa nó là cái gì? Nó là vô minh và ái. Chính vì vô minh và ái này nó là căn cội, nó là căn cội của cái
sanh tử luân hồi. Rồi nếu mà nói thì nó là gì? Là vô minh lậu. Dục ái đó là dục lậu. Cái vô minh và cái ái này nè, nó kiếp, nó nằm ẩn tàng, nó nằm thu đó, mình không nhưng một khi mà cái đối tượng mà thích hợp, đối tượng mà thích ý vừa lòng, khả hỷ khả lạc với nó đó, là nó sẽ nhảy ra liền. Vì nó ẩn tàng mới gọi là tìm miên. Tìm miên là nó tìm ẩn mà không thấy được nó đâu. Hay là lậu, hoặc nó là gì, nó không có, lúc đầu là nó rỉ chảy. Cái thùng là gì mà mình có một cái lỗ mọt, cái lỗ nhỏ như cái đầu kim á, rỉ chảy từng giọt vậy đó. Nhưng mà đừng có khinh thường nữa nha. Rỉ rả nó chảy từng giọt, nhưng mà khi mà nó có cái điều kiện, cái món thích hợp rồi đó, thì nó bùng phát một cái, nó sẽ sai sử điều khiển chúng ta. Cho nên đó là nó nguy hiểm là ở cái chỗ đó đó. Đó, hai cái gì? Là cái căn tội này là gì? Là từ nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp nó chất chứa lại. Đó. Cho nên là vô minh ái dục căn cội này là từ đời quá khứ. Chính vì vô minh, không hiểu biết, si mê, do tham muốn nữa, thì sao mình mới hành động. Cho nên vô minh duyên hạnh là cái thời kỳ quá khứ. Chính vì không hiểu biết, chúng ta mới để cho vô minh và ái nó bùng phát mạnh mẽ, nó chế ngự, nó sai sử mình mới tạo tác. Thì tạo tác cái gì? Là những cái nhân xấu, hoặc là có những cái nhân tốt đẹp chút nhưng mà nó ly trí, vô minh gì cho hành. Chính vì cái tạo tác này đó, tại vì nó mới đưa mình đi tái sanh. Đó, vô minh hành mới là cái thức nó dẫn dắt mình đi tái sanh, đến một cái đời sống trong hiện tại. Nhưng mà có cái thức á, thì một cái thức không thì nó đâu có hình thành được một cái đời sống. Cái thức này nó phải gì? Nó phải tìm một cái vật chất. Cái thức nó chỉ là cái mầm dẫn dắt đi tái sanh. Nó phần tinh thần, nó phải tìm một cái vật chất là sắc ha, để nương gá vô, nương gá vô cái sắc phù hợp
với những cái nghiệp mà đã tạo. Cho nên là sau khi một chúng sanh chấm dứt tuổi thọ thì cái gì, cái thức nó dẫn dắt đi tái sanh. Nó tìm cái gì, tìm một cái vật chất để nương gá vô, trở thành gì, thức. Thì khi mà hai cái nó gặp nhau rồi đó là vậy, là danh sắc hình thành một cái đời sống mới, một cái bào thai. Thì phải có hai cái danh và sắc. Rồi khi mà có cái danh sắc rồi thì nó phải có chia ra các cái căn, có sáu căn để tiếp nhận sáu cảnh trần, mới đi vô cái cảnh trần, nó đi vô ba, đi vô sáu cái căn này, thức danh sắc, mới có lục nhập. Khi mà cái cảnh nó đi qua sáu cửa này thì sao, nó tạo cái sự xúc chạm, thấy không? Nó đụng chạm nhau, nó tạo cái xúc chạm, thì có sáu xúc thì nó sanh ra sáu cái thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, đó. Vì sao bắt đầu cái thọ này đó, nếu mà chúng ta không khéo thì sao, những cái cảm thọ thích thú thì mình bám chấp, mình dính mắc những cảm thọ mà khổ đau, thì mình bực bội, mình xua đuổi nha. Đó, để gì? Mình mới bắt đầu mới tạo tạo tác nữa nha. Đó, thì bắt đầu vô minh và hành ở ngay trong cái đời sống hiện tại này nha. Mình sẽ tạo tác tiếp thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp nha, là tạo tác tiếp, chạy theo dính mắc tầm cầu bám níu, hoặc là quỷ diệt xua đuổi, đó. Thì vô minh và ái trong quá khứ, nếu mà trong đời sống hiện tại này, nếu mà mình không có học hỏi, mình tìm hiểu á, thì vô minh và ái trong trong cái đời sống hiện tại này tiếp tục tạo tác, thì sẽ tạo gieo những cái nhân để tiếp tục trôi lăn trong cái sanh tử luân hồi. Đó, rồi lại tiếp tục đi tái sanh, rồi vân 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 vân. Cho nên là sầu bi khổ u não. Đó, thì một cái vòng quay nó là như vậy đó. Cho nên là khi mà chúng ta là cái người có sự tu tập, có trí tuệ, thì ngay cái giai đoạn mà xúc mà duyên thọ này nè, chúng ta có vượt thoát ra, cắt đứt được hay không là ngay chỗ này. Thay vì xúc duyên cho thọ, thọ mà duyên cho ái á, nếu mà chúng ta là cái người có tu tập cái tuệ quán thì sao, cái thọ này nó duyên cho tuệ, mình thấy được các cái thọ, các cái cảm thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, các cái cảm giác chỉ là cảm giác, nó sanh nó diệt, mình không chạy theo, mình không thích thú, mình không bám níu,
mình chấp thủ, à mình cũng không quán ghét, mình không xua đuổi, mình không hủy diệt, à mình giữ cái tầm quân bình. Thì khi mà xúc thọ mà duyên cho tệ đó thì mình đâu có tạo tác cái thân hành khẩu hành ý hành, mình cũng có gieo những cái nhân thì sao, thì lúc đó mình cắt đứt được cái vòng quay của sanh tử luân hồi. Còn nếu mà mình không có tìm hiểu, mình không có hiểu biết, mình cứ để xúc duyên thọ, thọ duyên ái, thì tiếp tục một cái dòng quay nó nối dài, nó sẽ tiếp tục cái cổ máy luân hồi, nó tiếp tục nó quay và chúng ta cũng tiếp tục bị trói buộc trong đó. Cho nên á là chúng ta vượt thoát, chúng ta cắt đứt được cái chuỗi 12 nhân duyên á, được hay không á, là ở ngay cái giai đoạn mà xúc và thọ. Nếu mà chúng ta thu thúc lục căn, chúng ta có cái sự thực hành chánh niệm tỉnh giác á, thì khi đối tượng nó đi vô có sự xúc chạm, biết là chỉ là xúc chạm thôi. Nếu mà nó có những cái cảm giác sanh thì mình chỉ biết là cảm giác thôi, dừng ngay chỗ đó, cắt đứt ngay chỗ đó, thì mình sẽ vượt thoát. Còn những người mà phàm nhân bình thường không có tìm hiểu, không có hiểu biết thì sao? Cứ xúc duyên thọ, thọ thì duyên ái, mà khi mà ái có mặt rồi thì sao? Thân hành, khẩu hành, ý hành. Mà nếu mà thân hành, khẩu hành thiện thì nó còn đỡ. Mà nếu mà thân hành, khẩu hành, ý hành mà bất thì sẽ khổ đau. Do đó mà tiếp tục trong cái vòng quay sanh tử luân hồi, cho đến khi nào mà chúng ta biết, chúng ta diệt trừ tất cả những cái dục tham tà ác, chúng ta chặt đứt những cái việc triền phược, những cái thằng thúc, những cái dây trói buộc đó, những kiết sử đó, thì chúng ta mới vượt thoát ra được. Đó, thì từ những cái phiền não này á, nếu mà chúng ta cắt đứt được ba cái hạ phần kiết sử, ba cái dây trói buộc thần kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì mình sẽ đạt đến cái sơ đạo sơ quả thánh nhân tu đồ quần. Còn nếu mình chặt đứt được năm cái triền vượt thân kiến hoài nghi với cấp thủ, tham mái sân hận, thì sao? Mình sẽ là bậc nhất lai, tam đạo tam quả. Còn nếu mà chúng ta đoạn trừ tất cả luôn năm cái thượng phật sử nữa thì mình trở thành bậc thánh lậu tận, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thành ra khi mà chúng ta đoạn trừ tất cả, không còn để những cái mầm mống, những cái nhân mà đi tái sanh, thì chấm dứt sanh tử luân hồi, kết thúc một cái đời sống như vậy, chấm dứt hết, không còn cái cảnh giới nào để mà đi đến. Tại vì những cái mầm mống này mình đã diệt trừ hết rồi thì không có còn tái sanh, không có còn cảnh giới nào hết. Sau đời sống này
sẽ chấm dứt, cái đời sống nó chấm dứt như vậy. À, cho nên á, trong cái bài kinh mà 38 điều hạnh phúc á, Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Từ thực hành những cái pháp của bậc phàm nhân, chúng ta thực hành dần dần với cái bổn phận, những cái sự thực hành từ bậc phàm nhân đi đến trở thành bậc thánh nhân. Mà đến khi nào mà tâm không còn xáo động trước pháp thế gian, những cái phiền não không còn trong nội tâm, tâm bất động đối với các pháp thế gian này, thì chúng ta giải thoát. Sở dĩ mà chúng ta còn bị xáo động trước các pháp thế gian do những cái phiền não, những cái lậu hoặc, những cái tiềm miên nó còn trong nội tâm chúng ta, thì chúng ta mới bị các cái pháp thế gian nó tấn công, nó làm cho xáo động. Còn mà nếu mà các cái phiền não nó đã được dư đào bứng tận gốc rễ rồi, chúng ta đã đạt đến các bậc thánh, và tất cả những cái cội nguồn của sanh tử luân hồi mà chúng ta đã chặt đứt đào bứng tận gốc rễ, thì như vậy thì sẽ là cái điểm cuối cùng của cái sanh tử luân hồi. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Qua sự tìm hiểu của các bậc trưởng lão đã chỉ dạy, cũng có hiểu biết được cho chút ít những cái kinh nghiệm để giải thích, chia sẻ, giảng dạy cho quý vị nắm về hai cái lời, cái câu hỏi của vị Chư Thiên và cái lời dạy của Đức Phật, để quý vị hiểu rõ hơn, để chúng ta áp dụng vào trong cái sống thân của chính mình để vượt thoát ra những cái chấp thủ dính mắc, để chúng ta có sự nỗ lực tu tập thoát khỏi sự khống chế, chế ngự xài sự của phiền não. Rồi nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành đầy đủ các cái phương pháp, các cái bổn phận, các cái việc mình thực hành, bổ túc đầy đủ các cái pháp độ, thì chúng ta sẽ đi đến cái điểm tận cùng của cái thế gian, cái dòng quay sinh luân hồi, mình sẽ đoạn trừ tất cả và vượt thoát ra, thì như vậy chúng ta sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thải Căn An chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiện quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh tư tuần đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Và xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ,
Sa thố, sa thố. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp hôm nay ạ. Dạ, qua cái lời giảng của sư thì con cũng hiểu bài pháp này thêm một chút. Như vậy là con đã hiểu sai rồi thôi sư. Cái bài pháp... Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Con hiểu sai rồi, con lại đọc ấy, con lại thấy, con lại nghĩ là những người nào mà có chìm đắm trong bùn nhơ đầy uế trược thì sẽ đi bốn bánh xe, tức là bốn cõi khổ và chín cửa, tức là con nghĩ là chín cái cửa địa ngục. Nhưng mà con đọc trong sách thì chỉ có tám cửa thôi, con không biết cái cửa thứ chín là cửa gì. Con hiểu sai rồi. Dạ, như vậy là sư giảng như vậy thì con hiểu hơn về cái chữ bốn bánh xe với chín cửa. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, bây giờ đến con xin con kính một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ kính con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị. Giờ là đến thời điểm của đạo tràng ạ. Dạ, xin mời quý vị còn cái chỗ nào chưa hiểu hay khúc mắc hay gì thì mình giơ tay lên để mình trao đổi để mọi người cùng học tập, để sư Pháp Thanh sẽ giảng giải thêm. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, khi chưa có ai thì con có câu hỏi như vậy thôi. Dạ, hồi nãy sư có nói là vô minh và ái là nguồn gốc của sanh tử. Dạ, khi mà vô minh và ái mình mà đoạn diệt thì giống như một ngọn lửa tắt thì mình được giải thoát. Dạ, thì như vậy thì cái cội nguồn của cái vô minh là cái gì thưa sư? Nó thành một một cái vòng luẩn quẩn, có phải là từ thọ sang ái thì là mình nói là cái gốc của cái ái thì một phần đó là do thọ, từ thọ nó còn có nhiều duyên, nhưng mà trong đó cái chính là từ do mình cảm, mình xúc với cảnh, căn với cảnh, mình đối xúc với nhau thì đưa ra một cái cảm thọ, thì cảm thọ qua ái. Nhưng mà cái cội nguồn của cái vô minh là có phải là nó lại thành một cái vòng luẩn quẩn là từ sanh rồi lại đến vô minh, hay là vô minh nó còn tiềm ẩn bởi những cái nguyên nhân nào khác, mà mỗi khi mà mình sanh ra thì người ta rất là vui, mà khi mà có người chết đi thì họ rất là buồn. Thì ở chỗ này mình phải hiểu là cái nguồn gốc của cái vô minh, mình phải hiểu là nó như thế nào để mình hiểu, để mình không có cái chỗ mà vui buồn khi mà sanh, khi mà chết ở chỗ này thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích dùm con chỗ này thưa sư. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Mình nói là vô minh lậu hay là vô minh cái, vô minh tìm miên nha, là cái gì? Cái này thì chắc cô Kim Nhung, chắc mấy cô thì biết nè. Là thí dụ như bây giờ mình làm cái món da ua đó, thấy không? Hay là mình làm bánh, mình làm bánh bò rồi chẳng hạn, bánh mì rồi đó, nó có cái bột, cái bột, cái bột cái để làm cho nó nổi lên. Hay là mình muốn làm cái da ua đó nó ngon á, là nó phải có cái hũ cái đó. Khi mà mình quậy sữa, hồi đó sẽ cũng có thấy bà thân làm đó, thấy không? Làm da ua đó, một hộp sữa đặc đó thì làm là hai lon nước sôi, hai lon nước sôi
ba lon nước nguội ha, với một cái hũ cái, quậy hết rồi đó, bắt đầu để cái nó ta, bắt đầu ngày sau là nó lên lên chua, nó thành da ua trở lại. Xin lỗi, nó bị rớt. Bây giờ quý vị có nghe lại không ạ? Dạ dạ, cảm ơn quý vị quan hỷ ha. Đường truyền có lúc nó không có ổn định thì cái vô minh lậu hay là vô minh cái nó ẩn tàng, để nó tạo cái vô minh trong cái hiện tại. Thì cũng vậy, cái dục ái này nè, hay là dục lậu nè, dục tham ha, là nó từ quá khứ, nó ẩn tàng để cho cái tham muốn, cái dục ái ở trong hiện tại nó sanh khởi. Đó, nó phải có cái nhân, cái hạt giống, thấy không? Nó ví dụ bây giờ cái mùa vụ này, cái người nông dân ta làm trong cái mùa vụ hiện tại này nè, nó phải có cái hột giống người ta để dành từ cái mùa trước. Cái lúa giống người ta để dành đó, thì bây giờ cái mùa này người ta đem ra đã gieo thì nó mới có tiếp tục, tiếp tục để mà có cái lúa ở ngoài ngoài cánh đồng. Thì những cái vô minh dục ái của quá khứ nó tìm miên, nó ngủ ngầm, nó ẩn tàng ha, để nó mới cho cái vô minh dục ái trong cái đời sống hiện tại này. Rồi nếu mà chúng ta không có tìm hiểu, không có học, không có dung bồi cái trí tuệ đó để mà chúng ta chặt đứt cái vô minh và ái trong đời sống hiện tại này, thì nó sẽ tiếp tục giống như người nông dân vậy đó. Cứ mùa vụ xong rồi đó ha, thì cái người này sẽ để lại một số lúa giống để mà mùa tới gieo ha. Còn bây giờ người này bây giờ nói, ôi trời ơi, cứ tối ngày cứ cày cấy rồi gieo trồng rồi trời, thế này khác, bây giờ họ chán quá, giờ đi vô làm công nhân ở xí nghiệp, đi lên thành phố ở nữa, không làm ruộng nữa, họ không có chừa lúa giống, họ bỏ, họ bán hết, họ không có chừa lại hột giống nào đó. Thì giống như mà chúng ta đã đạt đến lậu tận nha, thì không còn làm ruộng nữa, không cày bừa, không có gieo cấy gì nữa trơn, thấy không? Không cày bừa, không gieo cấy thì làm sao có thu hoạch? Giờ đi vô khu công nghiệp làm cho chắc ăn, đi lên thành phố ở cho nó sướng, thấy không? Thì giải thoát khỏi cái nghề nông dân, cái nghề làm ruộng là vậy, nha. Đó, còn mà nếu mà trong đời sống mà mình giải thoát chấm dứt luôn, bây giờ mình không có làm nông dân, không có gieo giống gì nữa đó, mà cũng không đi làm công nhân nữa, chấm dứt luôn, thì mình thoải mái, mình sung sướng, không vướng bận, nha.
chứ còn hả, còn làm công nhân thì cũng còn khổ, còn làm người nông dân cũng còn khổ. Mỗi cái nó khổ riêng. Cái người nông dân thì phải cày bừa cấy hái, thức khuya dậy sớm, rồi nào là phân là nước, rồi thuốc, rồi xịt sâu xịt bộ đủ thứ, phải không? Còn hả, bây giờ giải thoát cái nghề nông dân, giờ mình làm công công nhân thì sao? Thì phải dậy sớm, phải đúng giờ giấc, rồi phải làm các cái công việc mà của nhà máy, của người chủ người ta giao, à, thì cuối tháng mình mới có lương hưu để mình sống, thấy không? À, ra mỗi cái khía cạnh thì nó cũng có cái khổ riêng, thấy không? Đó, cái hồi mà còn phàm nhân, à, còn phàm dân, giống như là cái người nông dân vậy đó. À, cái công việc nó bận rộn rồi đó, bề bộn đủ thứ hết, là phải cày ha, cày bừa gieo giống rồi phân rồi nước rồi xịt sâu rồi bổ đủ thứ chuyện ha. À, này, nếu mà bây giờ mình biết mình bỏ, à, không làm công việc đó nặng nhọc quá, à, mình đi làm công nhân thì nó đỡ hơn chút, không có chân lắm tay bùn, không có phải dầm mưa giăng nắng, à, nhưng mà cũng còn khổ, cũng giống như những cái gì mà thánh hữu học vậy. À, chừng nào mà mình có vốn mà mình đầy đủ, à, trong cái đời sống rồi, giờ không làm công nhân, không làm nông dân gì nữa hết, à, có tiền gửi trong ngân hàng rồi, à, bây giờ mình đi du lịch mình chơi, à, cứ mỗi tháng mình rút ra vừa đủ để mình sống, mình sống một cuộc sống an nhàn, à, không có bị ai sai khiến, à, không cần phải dính bận giờ giấc rồi công việc thế này thế khác, lúc đó là giống như mình giải thoát, à, giống như các vị thánh lậu tận nha, ha. Rồi sau thân sau cái đời sống này không còn tái sanh ở đâu nữa, à, chấm dứt sanh tử luân hồi đó. Cho nên đó, là cái gì nó cũng có phải có nhân, à, đó, cái nhân của vô minh ái trong hiện tại này là do cái vô minh và ái trong quá khứ, à, hay là cái da ua mà là bữa nay này thì nó phải có cái hũ cái để pha vô, à, nó mới lên men, à, nó mới chua, à, và nó như vậy đó, nó cứ truyền, à, nhiều đời nhiều kiếp, đời này qua đời khác, đời này qua đời khác, nó chồng chất. Cho nên á là bây giờ á, à, nhiều đời nhiều kiếp nó chồng chất rồi, mà trong cái kiếp sống hiện tại mới tu tập, thành ra lúc đầu mình phải đương đầu rất là khó khăn với vô minh và ái, thấy không? Bởi vì nó nhiều đời nhiều kiếp nó chồng chất rồi, à, mà mình mới tu tập một cái kiếp sống này á, thì đâu có đủ sức để mà đối kháng với nó, nha. Cho nên á mình cũng phải vậy. Bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ mình á cũng phải tích tập nhiều đời nhiều kiếp mới giải thoát, ha. Đó, quý vị thấy rằng các bậc thánh nhân các ngài cũng phải tạo trữ các cái pháp độ dung bồi trí tuệ, à. Nếu mà những cái vị thánh mà lậu tận mà chỉ là những vị A-la-hán bình thường đó thì cũng phải là 100.000 đại kiếp, à. Còn những cái vị mà thường thủ sinh văn đó, thì phải một A-tăng kỳ 100.000 đại kiếp thì mới có đủ sức để mà đoạn trừ cái vô minh và ái, à, chứ đâu có một sớm một chiều được,
hiểu vậy đó. Bây giờ mỗi ngày mình diệt một chút, mình diệt một chút, mình diệt một chút, chứ mà nó chất chứa từ quá khứ đến giờ nó rất là nhiều à, đó. Còn bây giờ mình mới tu tập thì cũng còn non yếu lắm, nhưng mà mình hiểu mỗi ngày mình diệt một chút, mỗi ngày mình diệt nó một chút, từ từ thì mình sẽ thoát ra à, cái sự khống chế à, sai sử của vô minh ái à, mình thoát ra được cái cặn cội nguồn gốc của sanh tử luân hồi à, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Xin mời quý vị ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, sư Pháp Cang. Kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô nữ tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý anh chị em trong đạo tràng. Dạ thưa sư, thì con có một cái thắc mắc như thế này, muốn nhờ sư giải đáp giùm con ạ. Dạ thì như là chúng con được biết là khi mà thiền không phải là chúng ta ngồi chúng ta cũng thiền, mà cũng có thể là trong cuộc sống mà chúng ta có cái chánh niệm thì cũng là thiền. Vậy thì khi mà được học ở trong cái thiền thì có bốn nhĩ túc là dục nhĩ túc, còn nhĩ túc, tâm nhĩ túc và thẩm nhĩ túc trong thiền định. Thì mình có thể nào mình đem những cái bốn cái ý túc này dễ mà đưa vào cuộc sống để mà hiểu rõ được cái bản chất của cuộc sống và sự thật của nó. Vì như mình được, chúng ta được biết thì là khi mà cái tâm mình đó nó lao xao, nó động đó, thì chúng ta không thể nào chiêm nghiệm được, hiểu rõ được cái bản chất cái cuộc sống và những cái hoạt hành động của chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cho nên con có thể là dùng sử dụng những cái bốn nhĩ túc này để đưa vào được cuộc sống hàng ngày, để chứng nghiệm những khoảnh khắc yên lặng thanh tịnh của tâm khi đối diện với bất kỳ kinh nghiệm nào của cuộc sống bên ngoài, được không thưa sư? Và con thỉnh sư giải đáp thắc mắc này của con ạ. Xin sư cho con lời khuyên ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thật sự ra đó à, chúng ta luôn luôn phải có cái áp dụng cái tứ như ý túc ở trong cái đời sống của mình à, mà khi mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải phát triển nó thật mạnh mẽ à, dục trần tâm thẩm à, cái bây giờ đơn giản cô muốn vô học trong cái room này thì sao, cô phải có cái tác ý mình muốn tìm hiểu Phật pháp ha à, mà muốn tìm hiểu Phật pháp trời. Mà cái room này nó mở là từ mấy giờ? Từ 4 giờ ha. 4 giờ thì sao? Mình có tác ý rồi à, mình phải đúng giờ đó mình phải mở ha. Mở lên mà mình không có sự tinh tấn mình nghe sao được ha. Thành ra mình phải gác hết những cái công việc khác để mình tập trung vô, mình có sự tinh tấn chú tâm mình mới lắng nghe, mình tìm hiểu ha. Rồi à, rồi sao mình phải thẩm sát, mình nghe cái lời giảng, nhưng mà sao mình phải sử dụng trí tuệ mình suy xét à, mình suy xét để mình nghe một cái điều đó, nhưng mà mình phải
phải mở rộng, mình suy xét nó sâu hơn, nó rộng hơn để mình hiểu rõ hơn. À, cái tâm luôn luôn là mình phải giữ cái tâm chánh niệm. À, muốn có được trí tuệ thì phải cái tâm phải có cái nền tảng, cái tâm phải an ổn. À, phải định tĩnh. À, thì như vậy cái trí tuệ nó mới sanh khởi. Thấy không? Đó, cho nên á là trong đời sống mà luôn luôn chúng ta cũng phải có bốn cái pháp này, nó đi kèm ở trong đời sống thì chúng ta mới có sự tiến bộ, mới có sự an ổn, chứ không phải chờ chờ tới cái lúc mà mình hành thiền mới sử dụng đó. Thấy không? Mà khi chúng ta thực tập, à, cái lúc mà chúng ta hành thiền đó, à, chúng ta phát triển cái tứ như ý túc này nè cho nó mạnh mẽ, à, dung bộ cho nó mạnh mẽ lên, à, thì khi mà chúng ta áp dụng vào cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, thì nó mới ổn tốt. Tại sao? Tại vì khi mà trong cái đời sống thường nhật bình thường đó, thì chúng ta bị tác động rất là nhiều, à, rất là nhiều, à, tám ngọn gió đời. Mà nếu mà những cái này nó còn non yếu quá thì nó bị tám ngọn gió đời thổi thổi cái nó bay mất tiêu, ha. Cho nên á là trong lúc chúng ta ngồi thiền, à, thì chúng ta phải dung bồi cái này cho nó mạnh, à, để lần ngồi nó mới đủ sức để mà nó trụ vững ở trong cái đời sống thường nhật, trong cái sinh hoạt bình thường. À, thế còn lúc đầu cô thấy không, mình mới tu có mấy ngày thôi, cho nên là cái trí tuệ, à, cái chánh niệm tỉnh giác mình á, nó còn non yếu. À, vừa xả thiền ra, bước ra cái là phiền não thổi bay mất rồi. À, cho nên đó là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, à, là để chúng ta dung bồi cái tứ nhị túc này cho nó mạnh lên, à, để nó có khả năng, à, để có điều kiện phát triển, để nó mới áp dụng vào cái đời sống, cái sinh hoạt hàng ngày. Thấy không? Cho nên á là luôn luôn á là chúng ta lâu lâu chúng ta phải phải xem xét bản tỉnh, à, mình coi nãy giờ mình có chánh niệm tỉnh giác không, mình có cái tâm mình có định tĩnh không, cái trí tuệ mình có thẩm sát các cái công việc mình đang làm hay không, mình có theo dõi nó rõ ràng từ đầu đến cuối hay không. Đó, khi mà mình cứ thỉnh thoảng mình phản tỉnh xem xét là gì, là mình cũng dung bồi, à, cho cái tứ như ý túc, à, trong cái đời sống, trong cái sinh hoạt hiện tại. À, thì, à, cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô, à, Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú, dạ con đã thấy Hồng Mai chi ân sư rồi ạ. Dạ xin mời quý vị ạ, xin mời đạo tràng tiếp tục trao đổi ạ. Dạ em mời chị Meta nha, chị Meta, em mời đạo tràng. Em mời chị Meta, em mời Pháp Nguồn Lào Cai này. Pháp Nguồn Lào Cai, Rolo Mibo, mời Pháp Nguồn Lào Cai nghe. Dạ xin mời quý vị ạ.
Dạ, mời mời Pháp Nguồn Lào Cai nghe. Pháp Nguồn Lào Cai giơ tay lên đi. Dạ, trong khi chờ ra sa thú Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh. Con xin có một chút câu hỏi ạ, Ngài chia sẻ cho con ạ. Dạ, con từ đầu đến giờ thì con nghe cái bài kinh này, con thấy giảng rất là có ý nghĩa, như là từ cái 12 nhân duyên, rồi thì nói đến sự nhàm chán của thể xác, rồi thì những cái phiền não được từ bắt đầu sự tu tập từ người chuyển từ phàm chuyển sang thánh, rồi thì đến đắc đạo đắc quả và đến dứt sạch hết phiền não. Con thấy sư giảng rất là kỹ và rất là tuyệt vời ạ. Nhưng mà thực sự thì cái thực hành ở trong cái cuộc sống này thì nó rất là khó để mà cho chúng con được thực hành được trọn vẹn, bởi vì là trong cái cuộc sống này thì nó rất là nhiều điểm tạp, thì lại giáo pháp dần dần cũng không được như ngày trước. Như thời Đức Phật thì các vị tu tập cũng, con được nghe là cũng đầy đủ những ba la mật đó, để mà thành đạo quả. Còn như bây giờ thì cũng rất là khó, mà như chúng con ấy, ví dụ như tu tập đôi khi thì cũng có thể không quan trọng, chú trọng về cái vấn đề tiền tài, danh vọng nữa. Nhưng mà cái vấn đề sự tham ái á, thưa sư, thì nó vẫn có. Mà đối với người ngoài á, thì nó đỡ hơn, nhưng đối với người trong nhà á, thưa sư, thì nó làm cho mình, cái tâm của mình á, nó rất là thương xót. Ví dụ như là có một người ở trong nhà mình á, nó người ta mà ra đi á, bị chết đi á, thì trong lòng rất là khổ não á. Trong lòng của rất là khổ não và rất là đau buồn á. Biết rằng là ai thì cũng vẫn phải thế thôi, nhưng mà đối với người ngoài thì mình thấy nó bình thường hơn, nhưng đối với người trong nhà thưa sư thì nó rất là khó để mà mình quên. Dạ, kính mong sư chia sẻ giảng dạy cho chúng con được biết là mình khi mà mình phải hiểu như thế nào ạ, để mà cho mọi sự khổ đau đó nó được vơi đi và mình tu tập từ từ để mà dứt được những cái tham ái này ạ. Dạ, con xin sư chia sẻ cho con ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý Phật tử. Thì sự thật ra thì cái tham ái đó, cái dính mắc, cái tà kiến, nó rất là mạnh mẽ. Nha, cho nên là đòi hỏi chúng ta phải tu tập rất lâu, nhiều đời nhiều kiếp. Nha, thì mới đủ sức để mà vượt thoát ra cái sự khống chế của nó. Ha. Thì quý vị học trong cái pháp cú kinh á, thì có cái bài về cái bà tín nữ. Bà này có đứa con, đứa con mà bà rất là thương mến, đứa con trai,
rất là thương mến. Đứa nhỏ nó chết, nó chết rồi bắt đầu bà mới than khóc, bà ôm cái xác đứa nhỏ mà chạy, bà tìm kiếm nhờ người này cứu giúp, người nhờ người kia cứu giúp để cho con bà sống trở lại. Nhưng mà không ai làm được hết. Có một người mới nói là bây giờ đi vô trong tịnh xá đó, nhờ Đức Phật đó, cứu cứu có được không, chứ còn không có ai cứu được đâu. Thì bà mới đem cái xác của đứa con đó đến chùa Kỳ Viên. Bà khóc lóc, bà nhờ Đức Đức Phật cứu giúp giùm. Thì Phật nói bây giờ muốn mà Như Lai cứu á, thì hãy đi tìm cái hột cải ha. Cái hột cải mà trong một cái dòng tộc, một cái gia đình nào mà từ đó giờ chưa có người chết đó. Thì vì vì cái sự mong muốn mà đứa con mình sống lại mà, cho nên bà ôm xác đứa con bà chạy chạy đi tìm. Mà ở vùng thôn quê thì cái chuyện mà đi tìm cái hột cải thì nó dễ, nhà nào cũng có đó nha. Nhưng mà hỏi lại á, trong dòng tộc này hồi đó giờ có người nào mà không chưa có chết không? Không có. Cho nên cô ta mới chạy vòng 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 đi tìm. Đến cuối cùng cô ta mới mới hiểu được rằng là cái chết này không phải có một mình con của cổ, phải không? Mà tất cả ở trong cái thành này ai cũng có gia đình người thân chết hết. Thì lúc đó đó cô ta mới sực tỉnh, sực tỉnh cái lời dạy của Đức Phật đó là cái chết không phải của riêng ai đó, mà tất cả chúng sanh trong dòng tộc cao quý hèn mọn ai cũng rồi cũng phải chết. Thì cô ta mới, khi mà cái trí tuệ nó sanh khởi rồi đó, cô ta mới đem chôn cái đứa con, và cô ta đi vô xin với Đức Phật xuất gia luôn. Rồi một cái trường hợp thứ hai nữa đó, là quý vị biết rằng cái bà Quy Sa Kha, bà Quy Sa Kha này á, là cũng là một cái vị mà có duyên đã đắc quả Tu Đà Quần hồi lúc mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà có một bữa đó, có một đứa cháu bà, mà đứa cháu này bà rất là thương mến, nó chết. Nó chết thì bà cũng cũng buồn rầu, cũng đau khổ lắm, nước mắt đầy mặt nha. Rồi tóc tai là bù xù buông xõa. Bà vô trong tịnh xá bà đảnh lễ Đức Phật. Thì bà mới nói, bà trình bày là bà vừa có một đứa cháu nó qua đời, bà không thể nào mà dừng cái sự thương tiếc được. Thì Đức Phật mới nói, này Quy Sa Kha, ở trong cái thành này đó, trong cái kinh thành này đó, có bao nhiêu đứa trẻ bằng tuổi đứa cháu của nàng. Thì bà mới nói là có cả 100.000 đứa trẻ như vậy. Thì Đức Phật có nói sao? Nếu mà cả 100.000 đứa trẻ này đó mà đều là cháu của nàng á, thì như vậy á, mỗi ngày có bao nhiêu đứa trẻ nó chết, thì cái nỗi khổ đau của bà sẽ phải nhân lên gấp bao nhiêu lần đó. Quý vị thấy không, cái
cái tham, cái dính mắc, cái luyến ái của bậc thánh nhân Tu Đà Hoàn là nó cũng vẫn còn nha, chứ không phải là phàm nhân mình đâu đó. Cho nên á là mỗi khi á mà đối diện với cái sự khổ đau nha. Nhưng mà sao nếu mà những cái người hàng xóm xung quanh á, họ chết á, mình cũng thấy buồn đấy, nhưng mà ít. Còn còn ở trong gia đình mình, thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ mình, chồng vợ mình, con cái mình thì cái khổ đau mình nhiều hơn. Là tại sao? Tại vì cái sự luyến ái, cái dính mắc nó nặng hơn, thấy không? Chứ còn mà hằng cái đứa cháu nó mất, mình không có, không đau khổ bằng bằng chính đứa con. Tại sao? Tại vì nó là con của tôi. Còn đứa cháu với nó cũng xa xa hơn chút rồi, thấy không? Cái chuyện bên hàng xóm bên kia không sao, chuyện nhà của người ta chuyện nhà của người ta thì mình vẫn dưng lắm. Còn tại vì cái này nó là chuyện của tôi đó, chính vì cái xa lầm tà kiến, cái chấp thủ của tôi đó mà mình bị đau khổ nhiều hơn. Chính vì cái mê lầm, do cái si mê mình chấp thủ. Chứ sự thật ra đó, mình suy xét trong cái dòng quay sanh tử luân hồi, cái định luật nghiệp báo, nhân duyên, do nhân do duyên cái nghiệp nó tương đồng. Bây giờ mình gặp nhau trong cái đời sống hiện tại này, theo cái tục đế chế định của thế gian là đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, thấy không? Nhưng mà mỗi người nó có một cái biệt nghiệp riêng. Cho nên á, chúng sanh á, dầu nó có cái nghiệp tương đồng cộng nghiệp với nhau, nhưng mà mỗi người nó có cái biệt nghiệp. Thành ra có người đến trễ mà đi sớm, thấy không? Có những người đến sớm mà đi trễ. Có người đó là ông, là bà, là cha, là mẹ già 80-90 tuổi mà chưa chết. Có những đứa cháu mới 7-8 tuổi chết, thấy không? Vì mỗi chúng sanh có cái biệt nghiệp riêng đó, thấy không? Thành ra khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ bớt được cái khổ đau phiền não. Chúng ta thấy rằng cái đời sống này thật sự ra đó, trên cái chế định, rồi trên cái vô minh và tham ái đó, thì mình dính mắc, mình luyến tiếc. Chứ còn nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy rằng gì? Cái đời sống ở thế gian này chẳng qua nó là cùng nhau đi trên một cái chuyến xe dài, thấy không? Hay là cái trong một cái bài pháp Ngài Hòa Thượng Suy Minh đã nói, thật sự ra giống như là mình gặp nhau ở trong một cái quán ăn. Bữa nào cô đi vô nhà hàng, cái tình cờ cô vô, cô ngồi, cô ăn lắm ha. Rồi cái người ngồi kế bên họ cũng ăn cái món đó, rồi cái bắt đầu mình nói chuyện, mình trao đổi, mình vui vẻ với nhau, thấy không? Nhưng mà ăn xong rồi thì cái người kia họ đi về nhà của họ, họ đi làm cái công việc của họ, còn cô thì cô
đi về nhà của cô làm cái công việc của cô, thấy không? Nhưng mà khi mà tâm đầu ý hợp, nói chuyện nó hợp với nhau vui vẻ đó, à cái cô kia cô đi, cô cũng thấy cô tiếc tiếc đó. Tiếc là cái gì? Dạ, chính vì cái luyến ái, à cái luyến ái, thành ra mà muốn diệt trừ được cái tham ái dính mắc này đó, nó rất là lâu, và cái trí tuệ nó phải mạnh. À, đâu phải là tự nhiên mà cái nàng Kisa Gotomi mà thức tỉnh được, trải qua cũng tu tập, cũng dung bồ trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp rồi, ha. Nhưng mà đến cái lúc đó, à đã Phật tế độ, cho nên nàng ta mới ôm xác đứa con mình đi chạy chạy vòng 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 đi tìm hải hạ cải. À, hạ cải tới chừng hỏi nhà nào cũng có người chết ấy, thì cô ta lúc đó cái trí tuệ nó mới đủ sức, nó vượt qua cái tham ái, cô ta mới thức tỉnh, à bừng tỉnh, hiểu được là cái chết nó không phải của riêng ai hết, tất cả đều phải chết. À, từ đó cô ta mới vượt qua được cái dính mắc, cái tham ái, mới đi xuất gia. À, nhờ bắt đầu đi xuất gia rồi mới chứng đắc thánh quả A La Hán, nghe không? Đó, thành ra cái gì đúng không nhỉ? Nó đi đi từng bước. À, mình còn phàm nhân, ha, mình còn phàm nhân mà bây giờ mà trong thân bằng quyến thuộc của mình á, mà nếu mà mình nói là không có buồn thì ta nói mình chắc là cái gì à? À, còn cái vấn đề mà thân bằng quyến thuộc trong gia đình của chúng ta đó, à mà mất đi đó, thì chúng ta cái luyến tiếc khổ đau là chuyện thường tình. À, chứ còn nếu mà những người thân trong gia đình mình nói mình vững dưng mình không khổ đau là người ta không chấp nhận, ha. Đó, tại vì sao? Nó trái ngược với cái quy luật của đời sống thế gian. À đó, thành ra nếu mà cha mẹ anh chị em mình qua đời mà mình không khóc đó, là coi chừng là ta dị nghị, ha, phải khóc lóc, phải gào, có đầu bù tóc rối rồi ha, nước mắt đầy mặt, như vậy á, thì mới là thương tiếc cái người quá giảng, ha. Nhưng mà so với đạo cái điều đó không có ích lợi gì hết á. À, nó không có đem đến cái lợi ích gì á, ha. Sầu bi khổ u não rồi cái nọ, cái đối với cái thân bằng quyến thuộc nó không có đem đến là gì. À, đó, cho nên là chúng ta phải tập, à, rồi chúng ta quán sát, à, với trí tuệ để gì? Để mỗi ngày chúng ta vượt thoát ra cái sự dính mắc bám níu của tham ái, à vượt ra những cái vô minh chấp lầm, si mê tà kiến, thì chúng ta sẽ giảm bớt khổ đau. Thì Đức Phật nói gì? Cái tham ái nó sanh ra khổ đau, ha. Tại vì mình chấp lầm con ta, tài sản ta. Nhưng mà khi mà giới trí tuệ chúng ta tu tập, tuệ quán chúng ta sanh khởi rồi nè, thân ta còn không có đó. Ngay chính bản thân mình đó, có, mình không điều khiển được nó. Mình biểu nó đừng bệnh cũng không được, mình biểu nó đừng già cũng không được.
mình điều khiển mà không được nó thì nó đâu phải là của mình. À, cho nên mình hiểu là thân ta còn không có thì con đâu, tài sản đâu. Khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, à, thì sao? Chúng ta sẽ bớt khổ đau, à, chúng ta sẽ vượt thoát ra, à, những cái dính mắc với, à, những người thân, à, thân bằng quyến thuộc, à, ở trong gia đình mình. À, xin giải thích cái, à, Phật nói của Pháp Nguồn Đạo Ca. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, sa thú ạ. Dạ, con đã hiểu ạ. Con kính tri ân sư rất nhiều ạ. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân sư đã trả lời câu thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Dạ. Đây là lời nhắc nhở chung cho mọi người. Con cũng ở trong cái tâm trạng của Pháp Nguồn Lào Cai. Khi mà người trong gia đình mình mất, mình đau đau khổ lắm. Mặc dù mình cũng đã học pháp, nhưng mà nó giống như nó tìm miên, nó ngủ ngầm, nó cứ dâng lên hoài. Dạ, con cũng rất thấu hiểu cái tâm trạng này ạ. Nhưng mà mình học pháp rồi thì từ từ. Dạ, xin mời đạo tràng ạ, kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, em mời chị Meta nha. À, em kính mời chị Meta có câu hỏi, có câu trao đổi để đạo tràng được hiểu thêm ha, thưa chị. Mời chị Meta. Dạ, mời Thiện Vũ. Dạ, khi chưa có câu hỏi của ai, dạ con thưa sư, à, con có cái như vậy này có sư, à, mặc dù mình a à, có Hồng Mai. Dạ, sa thú, sa thú. Xin mời đạo hữu Hồng Mai nghe. Sa thú Hồng Mai. Dạ, một lần nữa con kính lãnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con xin sư cho con một cái câu hỏi, vì con cũng rất là thích thích với cái câu hỏi của Pháp Nguồn Lào Cai đã hỏi sư. Thì thưa sư á, để mà chiến thắng cái sự đau buồn, sự phiền não do cái chết đem đến á, phải chăng là chúng ta, cái tâm chúng ta phải rèn luyện, rèn giũa tâm ta luôn nghĩ đến cái chết và phải nghĩ đến cái sự hủy diệt để mà không còn chút quyến luyến, và cũng như là chúng ta phải rút ra từ những cái bài học mà các sư đã dạy, khi những cái sự vật nào có sanh thì phải có diệt, thì ta hiểu rõ cái nguyên nhân của sự sanh và sự diệt thì mình sẽ không kỳ vọng vào cái cuộc đời này, và nhờ vậy có thể là cần chúng khiến chúng ta sẽ định tâm hơn, phải không thưa sư? Và khi thấy sự vật như nó đang hiện hữu thì theo cái chân tướng của nó thì mình sẽ không bị ràng buộc và không bị dính mắc vào nó, thì sẽ bớt phiền não. Dĩ nhiên trong cái quá trình mà tu tập thì khi mà chúng ta còn chưa có định tâm kiên cố thì chúng ta cũng chịu ảnh hưởng một phần nào đối với những cái quá trình sinh diệt nó diễn ra trong trong đời sống của chúng ta hiện nay. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được và thực hành và rèn giũa tâm thì chúng ta có thể làm cho cái phiền não mình được giảm bớt. Và thì và có phải chăng trong lúc hành thiền á, thì chúng ta sẽ tập cho mình có sức chịu đựng, không phải chăng là cái chịu đựng đó là cái tính khâm nhẫn không thưa sư? Vì con nghĩ là cái tính khâm nhẫn thì nó tốt hơn. Giả sử trong hành thiền mà cái sự chịu đựng giống tâm sân mình sinh ra mà mình chịu đựng thì nó là không tốt. Vậy thì có phải là mình làm sao mình hiểu được trong lúc hành thiền thì cái tính khâm nhẫn nó khác với cái sự chịu đựng của cái những cái phiền não đang tấn công ta trong lúc hành thiền, để nhờ hiểu rõ được như vậy thì mình mới có cái kinh nghiệm để mà đưa vào cuộc sống thực tế, để mà đối diện đến cái chết, để mà chúng ta không có rúng động khi cái chết đến, hoặc là khi cái chết đến với những người thân và những người xung quanh chúng ta. Dạ thưa sư, xin sư cho con một lời giải thích và mà một lời sắp tấn cho con ạ. Dạ con kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Cái sự tham nhẫn á, là khi mà chúng ta có cái thái độ chấp nhận với cái điều kiện trong cái thời điểm đó. Còn thí dụ như lúc mà mình chưa tu tập, mình cũng ráng mình chịu đựng, nhưng mà có đôi lúc đó là nó không có trí tuệ. Hai cái nó khác nhau chỗ đó đó. Ví dụ cái trường hợp là cái cũng bị đau, bị tê, bị nhức, nhưng mà nếu mà mình chưa có trí tuệ á, thì sao? Mình sẽ cũng ráng chịu đựng, nhưng mà cái tâm mình nó bực bội, nó không chấp nhận, nó không có chấp nhận cái đau cái tê này. Cho nên là mặc dù là nó cố kiềm chế, kiềm chế chịu đựng, nhưng mà nó không có mà không có chấp nhận. Còn cái người mà có hiểu biết, có trí tuệ, cái sự tham nhẫn là do mình chấp nhận. Bởi vì mình biết là cái sự thay đổi của cái thân này, cái sắc quẩn này, nó luôn luôn là nó thay đổi. Hồi nãy mình mới vô ngồi nó đâu có đau, đâu có tê, nhưng mà mình ngồi một lúc lâu thì bắt đầu cái đau cái tê nó diễn ra, nó thay đổi. Rồi cái đau cái tê này không phải là nó mãi mãi, mà sao nó có khi nó tăng, có khi nó giảm, rồi có khi nó biến mất, mà có khi là nó không biến mất. Thành ra mình biết khi đó mình tham nhẫn, chịu đựng, chấp nhận là chúng ta có trí tuệ. Còn một cái cũng cố gắng chịu đựng nhưng mà thiếu trí tuệ, thì cái tâm nó bực bội, nó không chấp nhận các cái pháp đang diễn ra, thì nó khác nhau chút vậy đó. Và cũng xin giải thích cái câu hỏi của La Vi. Thì khi mà chúng ta thấy là tất cả mọi cái gì nó cũng nó có, thì nó phải phải đi đến cái sự sự hoại diệt. Hả, có sanh là phải có tử, đương nhiên là vậy. Tất cả các pháp ở trong thế gian này nó luôn luôn này sanh là diệt, không thể nào có cái người mà nào mà sống hoài hoài. Cho nên á, khi mà chúng ta muốn trường thọ là nó trái với quy luật tự nhiên, chúng ta muốn hạnh phúc hoài hoài là nó trái với tự nhiên. Cho nên á, chúng ta thấy rằng mình không điểm gì được nó hết. Thì trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy á, cho một cái vị đó để thấy được cái sự vô ngã là sao, Đức Phật mới nói là trong cái quốc độ Cô Sa Lá này nè, là của vua Bá Xê Na Đí, Bà Tiên Nặc, phải không? Thì vậy nữa phải. Cho nên là nói là của vua Bà Tiên Nặc thì ổng có toàn quyền, nó bị của ổng mà, từ quan đại thần cho đến những cái người dân bình thường, ổng thích ai ở cho ở trong cái kinh thành, trong cái quốc độ ổng không cho. Còn mà ổng không thích ai á, ổng có quyền tẩn xuất, đuổi cái người đó ra khỏi kinh thành.
à, đuổi ra khỏi quốc độ của ổng, phải không? Thì cái gì này nó phải đó, bởi vì cái này của mình mà, nè, mình thích ai thì mình cho ở, mình học ai mình đuổi ra, nghe không? Nhưng mà cái sắc quẩn này nè, mình biểu nó đừng già không được, mình biểu nó đừng bệnh không được, mình biểu nó đừng có chết không được. Cho nên á là mình đâu có điều khiển được nó, thấy không? Còn nếu mà nó sự thật là của mình thì mình biểu nó như thế nào nó phải nghe lời như thế đó. Đó, chính vì vậy á, nó không phải của mình, cho nên nó là vô ngã, nó sanh diệt theo cái quy luật tự nhiên, à, do nhân do duyên. Khi mà nhân duyên đầy đủ nó có mặt, à, mà nhân duyên hết thì nó sẽ diệt mất tan rã. Đó, cho nên á, từ đó để mình thấy là nó là vô ngã, à, cho nên đấy, khi mà chúng ta dùng trí tuệ, chúng ta thực hành, chúng ta thực tập để chúng ta thấy được cái tính chất vô ngã, à, nhiều người nói là diệt diệt ngã, cái ngã nó không có lấy gì diệt, nhưng mà chúng ta tu với trí tuệ xem xét quán sát, à, để chúng ta thấy được cái bản chất định luật của tam tướng là gì, luôn luôn là biến đổi vô thường, à, chính vì cái vô thường là nó khổ, à, mà vì mình không có điều khiển được cái gì hết á, nó diễn ra theo cái định luật tự nhiên, cái quy trình của nhân duyên, mình không điều khiển được gì hết, cho nên nó là vô ngã. Thì dựa vào cái mà mình không điều khiển gì được đó thì mình mới thấy được cái vô ngã của các pháp, à, thì cũng xin giải thích luôn cái thắc mắc của Larry. À, à, chúc cô Hồng Mai và Larry nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, kính thiên sư, dạ, đã giải thích câu hỏi của đạo hữu La Vi và đạo hữu Hồng Mai. Dạ, con kính thiên sư ạ. Dạ, cảm ơn quý đạo hữu đã cho câu hỏi. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh. Dạ, em kính mời chị Meta. Dạ, thân mời Thiện Vũ. Xin mời đưa tay ạ. Dạ. Dạ, con thưa sư. Như hồi nãy sư cũng có nhắc, thưa sư, dạ, sư cũng có nhắc mà Đức Phật dạy là sư cũng nhắc lại, và cũng mọi người cũng rất là hay nói cái câu là về vô ngã, là thân ta còn không có thì là con đâu, tài sản đâu. Dạ, con cũng biết điều này, mình cũng học, mình cũng hiểu điều này, nhưng mà mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn thấy mình vẫn thấy mình và vẫn thấy con mình, vẫn thấy gia đình mình, vẫn thấy, mà nhất là vẫn thấy mình, vẫn thấy cái thân xác mà 50 kg này, rồi cũng vẫn thấy là mắt tai mũi lưỡi này là của mình, mỗi khi mà nó đau thì mình phải lo chữa trị, mình đau đớn, thân mình đau là mình khổ tâm lắm, thật sự là khổ tâm. Mình không học pháp hành pháp, mình không làm được gì mà nó đau đớn, vừa khổ thân vừa khổ tâm. Như vậy thì mình vẫn chưa thấy được cái vô thường khổ vô ngã, mặc dù mình cũng đã học mà mình vẫn thấy cái thường lạc ngã ở trong này. Thì bây giờ mình phải làm sao từ từ để mình bào mòn cái này lại. Con vẫn thấy là cái thân con nó còn nguyên vẹn lắm, thì bây giờ mình phải tu tập như cách nào, nhân duyên nào để mình bào mòn cái thân này, vì mình vẫn còn thấy mình đau đớn, mình khổ tâm lắm ạ. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Con kính dâng mic thỉnh sư.
Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sằng Ca giả. À, có đôi lúc chúng ta biết, nhưng mà chúng ta biết là nó cạn cợt. À, tức là cái mãnh lực của cái trí tuệ đó nó chưa mạnh, thấy không? Ví dụ cái trường hợp mà người ta nói là hút thuốc có hại cho sức khỏe, ha, ai cũng biết cái điều đó là hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Có nhiều vị là bác sĩ đó, cũng biết là hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mà sao? Bị gì nghĩ là có nhiều người á, tại vì cái phổi của họ yếu cho nên họ mới bị ung thư, thấy không? Khỏe, còn cái phổi của tôi tốt mà, tôi là bác sĩ mà, tôi biết cách thức tôi trị bệnh, cho nên phổi tôi tốt lắm, không sao. Nè, cho nên á, là dù biết là hút thuốc là có hại cho sức khỏe nhưng mà cũng phì phà, tại vì nghĩ là mấy người kia họ không biết họ mới bị, còn tôi là bác sĩ mà tôi biết nha. Nhưng mà rồi sao, cái tại vì chúng ta học đó, cái trí tuệ chúng ta nó còn non yếu, nó chưa vượt qua được cái phiền não nha, nó chưa vượt ra được cái vô minh, cái si mê. À, thành ra đó mình biết, nhưng mà cái biết của mình nó còn nông cạn cợt nha. Chưa vượt qua được cái phiền não đó. Thành ra đó bây giờ mình biết vậy chứ nhiều khi cái khổ đau nó cũng xảy ra. Ai cũng biết là sanh là phải chết, thấy không? Nhưng mà điều cái hả, thân bằng quyến thuộc mình mà chết thì mình khổ nhiều hơn, thấy không? Còn mấy người bạn bè, mấy người chồng sống ở xa xa thì nó cũng có, nhưng mà rất là nhẹ, thấy không? Đó, tại vì cái sợi dây mà luyến ái đó, nó còn mãnh liệt quá, ha. Cái trường hợp mà ta nói sao, ngẫu đoạn ti liên, tức là bây giờ chúng ta đi tu tập rồi đó, chúng ta phần nào chúng ta biết, chúng ta bẻ gãy, xa rời cái người thân của mình ha. Nhưng mà giống như là ta nói là mình cái cọng sen đó, mình là cái người mới tu tập, mình giống như mình mới tập mà mình bẻ gãy cọng sen, nhưng mà những cái sợi tơ đó nó còn dính với nhau ha. Cái trí tuệ mình mới tập mà, nhưng mà cái tham ái giống như những cái sợi tơ sen đó, nó còn nhiều lắm, nó còn dính mắt. Mặc dù cái trí tuệ mình bẻ gãy đó, nhưng mà cái tơ đó, nó còn nhiều lắm, ha. Cho nên là nó vậy, ha. Đó, cái chuyện của người khác thì mình giỏi lắm, mình khuyên bảo của mình, khuyên nhủ người ta rồi này kia nọ thì nó hay, nhưng mà tới chừng cái chuyện của mình đó, thì mình cũng sầu bi khổ não, mình rên xiết, mình khóc lóc đủ chuyện hết. Tại sao? Tại vì cái trí tuệ mình nó chưa đủ mạnh, cái gươm trí tuệ mình chưa bén, chưa chặt đứt được, cho nên phiền não nó mới dấy động, nó mới tràn ngập, rồi nó nhấn chìm đó. Thành ra đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập cho thật nhiều, để mình thấy rằng mình còn yếu lắm, mình phải ráng cố gắng nhiều hơn, mình phải quay lại, mình nhìn lại chính mình,
Mình thức tỉnh để mà mình ráng cố gắng nỗ lực tu tập để mình vượt qua những cái phiền não. Cái điều đó để mình thấy rằng cái gì, mình còn là phàm nhân, mình chưa có được cái gì hết, mình còn phải cố gắng thật nhiều, mình mới học võ vẽ và bá chiêu mà, mình đừng tưởng mình là võ sĩ thượng thừa, độc cô cầu bại, mình lên mới vừa thượng đại lên quơ qua quơ lợi dài bá chiêu là bị phiền não đó, quất một phát nha, ngã chổng gọng à, không? Đó, để mình thấy mình còn non yếu lắm, về phải rèn luyện thể lực cho thật mạnh, ráng rèn luyện các cái chiêu thức cho thật nhân nhuyễn để mà kịp thời chống đỡ những cái chiêu thức của phiền não, của tám ngọn gió đời. Chứ mình đừng tưởng mình là number one rồi, là chết. Cho nên chúng ta phải thấy được là cái sự tu tập của chúng ta nó còn non yếu, chưa có vượt qua được cái phiền não, để chúng ta nỗ lực nhiều hơn. Chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và bây giờ thấy thời gian chắc cũng sắp hết rồi, mời mấy cô quan hỷ sám hối rồi sư xin thay mặt chư tăng phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay và giới phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang và cũng hồi hướng phước báo đến cho ngài Tịnh Đức thế danh. Cầu mong ngài tái sanh về những cảnh giới an vui, cầu mong tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, nỗ lực tu tập, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời mấy cô sám hối. Dạ, con thưa sư, dạ. Con thấy cô Tuệ Duyên đưa tay nãy giờ cũng hơi lâu rồi thưa sư. Dạ, con xin sư hoan hỷ trả lời câu hỏi và câu thắc mắc của cô Tuệ Duyên ạ. Dạ, con kính mời cô Tuệ Duyên ạ. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn ngài Kim Nhung. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ, con kính lễ ngài Pháp Thanh. Đã lâu thì con cũng không có vào room, cho nên tại vì cái máy của con nó cũng bị trục trặc, rồi cái đường net nó cũng bị trục trặc vì con về khu Vĩnh Lộc. Thì nhân dịp này thì con xin ngài nán lại cho con vài phút, để không biết ngài có nghe âm thanh của con không ạ. Alo alo, chắc ngài có nghe. Dạ, con xin hỏi, hồi nãy giờ thì con nghe ngài trả lời những câu hỏi của các vị Phật tử, thì nói về cái thủ, nhưng mà Phật tử thì đã đành rồi, nhưng mà hôm nay thì con hỏi là cái thực tế con thấy rõ. Tại sao những người Phật tử người ta như vậy, nhưng mà tại sao ngược lại ở đây có hai ông sư bạn ở đây là con thấy rõ ràng, và con hai người trước kia là lúc chưa xuất gia thì người nào cũng có gia đình và người nào cũng có vợ, người nào cũng có con. Thì khi mà xuất gia rồi á thì cái vị này á thì tế độ cho vợ cho con, còn cái vị kia thì không có muốn vợ con của ông này thường xuyên vô chùa. Cái vị bạn này thì mới nói là nếu mà như vậy
thì ông khỏi qua. Tôi muốn tế độ vợ con của tôi. Như vậy á, thì cái sự chấp thủ giữa hai người, con thấy hai người đều chấp thủ. Như vậy ngài phân tích cho con hiểu rõ ai đúng và ai sai. Con cũng trong đầu con nó cũng lẫn quẩn rất là nhiều vì cái lý do này. Dạ, con kính thỉnh ngài chia sẻ vài phút cuối. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Sự thật ra đó là hả mà chấp thủ là sai hết. Không? Bây giờ cái vị này đó muốn tế độ cho thân bằng quyến thuộc, muốn gia đình phải tạo phước thế cái khác. Nhưng mà những cái người này họ có thuận theo cái điều mà cái vị này muốn hay không nha. Chứ còn họ thì họ không có biết, họ không có muốn, mà cái vị này bắt buộc, thì như vậy là nó cũng không đúng nha. Còn một cái vị này đó thì muốn mà để cho người ta tự do, có quyền của người ta. Khi nào người ta có hiểu biết, người ta sẽ tự động người ta đến chùa, người ta tạo phước. Thì cái điều đó để cho người ta có cái quyền tự do lựa chọn, để người ta tạo phước. Như vậy thì cái phước nó mạnh mẽ hơn. Tức là làm với cái tâm mà vô trợ ha. Còn một vị á, là hữu trợ, muốn lôi kéo, muốn hướng dẫn sách tấn để người ta tạo phước. Nhưng mà nếu mà người ta hoan hỷ với cái sự và sách tấn thì cái đó là cũng còn được. Còn nếu mà người ta không có hoan hỷ, người ta phản ứng ấy thì cái điều đó là nó không tốt. Cho nên á, khi mà mình dính mắc vào bất cứ một cái cực đoan nào là cũng sai đó. Phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ là không đúng ha. Cho nên á, đi trên cái con đường trung đạo là để cho mọi cái nó diễn tiến theo cái quy luật tự nhiên của nó là tốt ha. Mình dính mắc vào cái biên kiến bên này cũng sai, mà dính mắc vô cái biên kiến bên kia cũng sai. Cho nên chúng ta nên suy xét để rồi hành động cho nó đúng đắn. Dạ, xin giải thích cái thắc mắc của cô Thầy Yên. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, vui mong tan giác. Dạ, bài học đã kết thúc ạ. Dạ, xin cảm ơn các câu hỏi của cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các đạo hữu Hồng Mai và Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, qua đó giúp đạo tràng hiểu thêm về bài học và hiểu hơn về giáo pháp của Đức Phật Gotama. Rất mong rằng các bài học sau sẽ được sự góp ý của các quý vị nhiều hơn nữa để đạo tràng cùng học hỏi và cùng nhau tiến bước trên con đường đã chọn. Dạ, bài học đã kết thúc. Một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải và trả lời các câu hỏi của đạo tràng trong ngày hôm nay ạ. Con xin được sám hối ba ngôi Tam Bảo sau khi nghe pháp. Uttamangge na wande hang ba da bang sung varuttamang butthe yo kalito do so buttho kamatu tang mamang. Uttamangge na wande hang thammang chaduvit hang warang thamme yo kalito do so thammo kamatu tang mamang. Uttamangge na wande hang sang khanh chaduvit hot tamang sang khe yo kalito do so sang kho kamatu tang mamang.
Dạ, để kết thúc buổi học pháp hôm nay, con kính thỉnh sư phát thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Nam Mạc Thiên Tăng phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Hoa tu sập bà mang gà lăng ra khăn tu sập bà đê và ta sập bà bù tha nu pha vi nên sơ na sô thi bà quanh tu tê. Hoa tu sập bà mang gà lăng ra khăn tu sập bà đê và ta sập bà tham ma nu pha vi nên sơ na sô thi bà quanh tu tê. Hoa tu sập bà mang gà lăng rất thành tu sập bà đề qua ta sắp bà sanh kha nu pha quê na sa ra so thi pha quanh tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên ô trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh nghỉ ngơi. Tiếp theo con xin mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya de wa ta sang ki vi ha ra wa ti ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma da ne na pa wan tu bu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le. Thế ra cha mai cha na wa ka cha phi kha vô sa ra mi ka da na pa ti u ba sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan thu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha vô pa pa ti ka. Niu ya ni kang tham ma wa rang pa tích cha te sap be bi duk kha sak kha ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha buk la la. Sang kho ho tu sa mak go wa at tha za cha hi ta za cha am he rak khan tu sat tham mo. Sap be bi tham ma cha ri no vut. Thinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri yap ba we di tem. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con xin thành tâm dâng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương, vua trời Đế Thích, đến tất